Kinh Thánh Tân Ước trang số 280, Hebrew đoạn 10 từ câu 19 cho đến câu 27. Khuyên phải trông cậy tin chắc, trung tín và nhịn nhục. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngoan can qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh nghiệm kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Sau đây là giờ ông mục sư chủ tọa nói chuyện với thiếu nhi và giảng luận. Xin kính chào. Tôi đã nói chuyện một vài câu chuyện với các em về ông D.L. Moody, là một người hầu việc Chúa rất có ơn. Ông này không có ai giờ người ta kêu là Dr. Moody. Ông này là high school dropout, theo tôi biết. Nhưng mà Chúa dùng ông Moody rất nhiều. Ông filled with the Holy Spirit, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên bây giờ các em vẫn có thể nghe được cái chương trình Moody Presents ở trên đài KHCB 105. Và các em thường đi học có cái phim video Moody đó, cũng có một cái trường kinh thánh. Ông Moody về với Chúa 100 năm rồi, nhưng mà ông là người class of young men, maybe like you. Most of them accepted Christ after they studied with Moody, but only one young man refused to accept the Lord. Ông Moody có một cái lớp học cho các em thiếu niên và thanh niên. Hầu hết các em đó đều đã tin Chúa, nhưng mà một người thì không chịu. Fast tune, I will return. I promise I will accept Christ. Để cho tôi đi một cái đã, rồi khi tôi trở về, tôi tin nhận Chúa. Moody had a sad heart, but some weeks later became seriously ill and taken to the hospital. Mấy tuần lễ sau, thanh niên này bị đau rất là nặng, phải đem vào nhà thương. Once more, Moody spent some time with him and explained the gospel of salvation to him. Và ông Moody ngồi nói chuyện với cậu này, cái thanh niên này, về sự cứu rỗi nữa. Nhưng mà the second time, the young man said, Mr. Moody, I'm going west. And when I come back, I will become a Christian. Ông Moody ơi, để tôi đi về phương Tây. Khi nào tôi trở về, tôi sẽ tin Chúa. Đến lần thứ ba, the third time, this young man came to see Mr. Moody. He came in, walking briskly, and he told Mr. Moody, Mr. Moody, I come to say goodbye to you. I'm going west. And Moody laid his hand on the young man's shoulder and spoke to him about Christ once more, the third time. Khi thanh niên này đến chào ông Moody, nói để tôi đi qua miền Tây, thì Moody đặt tay lên trên thanh niên, nói chuyện với thanh niên một lần nữa về Chúa, về sự cứu rỗi. Và thanh niên đấy nói như thế này, Mr. Moody, never speak to me again about salvation. No, never. I have promised you to make the decision when I have returned, but not before. Goodbye.
cậu đã nói với ông Moody, đừng có nói chuyện về sự cứu rỗi cho tôi nữa. Tôi hứa với ông là tôi đi về phương Tây, tôi làm ăn có nhiều tiền, rồi tôi trở về, rồi tôi mới tin Chúa. That same night, somebody knocked at the door of Mr. Moody's house. He opened the door. A young lady appeared. And that young lady asked him to come to her home immediately. Her husband was very seriously sick. Tối đó, ông Moody nghe cái tiếng đập cửa. Có một phụ nữ trẻ đến, mời ông Moody đến nhà tôi. Chồng tôi bị bệnh rất là nặng. Ông Moody đến. The one who was sick was that young man, who for three times refused to accept the Lord. Cái thanh niên mà từ chối, không chịu nghe lời Chúa, không chịu nhận sự cứu rỗi. Ông Moody buồn lắm, nhưng ông Moody lấy kinh thánh ra đọc. He read the Bible, but that man did not hear anything. The only thing he said, too late, too late, too late. Three times, too late, too late, too late. Ông Moody lấy kinh thánh cắt nghĩa cho cậu này về sự cứu rỗi để tin Chúa. Người này không nghe nữa, chỉ nói rằng trễ quá, trễ quá, trễ quá. Rồi người đó chết. Đây là chuyện thật, ông Moody kể lại. Chúng ta để ý điều đó, các em cũng để ý điều đó. Khi nghe về sự cứu rỗi của Chúa thì Chúa dạy chúng ta, today, if you will hear his voice, do not harden your heart. Hôm nay, nếu chúng ta nghe tiếng của Chúa thì đừng có cứng lòng. Today is the day of salvation. Hôm nay là ngày cứu rỗi, not tomorrow. Chúng ta mỗi người coi lại mình được cứu rỗi chưa và nhận Chúa ngày hôm nay. Không có ngày mai. Tomorrow is too late. Too late, too late, too late. Trễ quá. Đó là cái tiếng của thanh niên này. Xin cảm ơn các em. Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì theo lời hứa của Đức Chúa Cha mà Chúa Giêsu của chúng con đã nhắc lại, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Nếu ta không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu vì đã chịu chết để đền tội cho chúng con, đã sống lại, đã về trời, và Ngài đã ban Đức Thánh Linh của Ngài đến với chúng con. Xin Thánh Linh thăm viếng chúng con trong giờ này. Chúa dấy lên giữa hội thánh chúng con những Moody được đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sống thánh khiết, làm vinh hiển danh Chúa và nói ra về danh Chúa một cách có quyền năng, đưa nhiều người đến với Chúa. Xin Chúa cũng làm việc. Vì dầu có những Moody, cũng có những thanh niên, có những người hẹn ngày mai, nhân danh Đức Chúa Giêsu, xin Thánh Linh làm việc trong lòng của chúng con, cho chúng con thấy rằng hôm nay là ngày cứu rỗi. Hôm nay chúng con có quyền đến với Đức Chúa Cha ở trong nơi chí thánh. Hôm nay chúng con có quyền nhận lấy Đức Thánh Linh đầy dẫy, miễn là chúng con mở lòng ra, nhận huyết thánh của Ngài rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng con. Chúa cho chúng con là những bình trống không ở trước mặt Chúa trong giờ này. Xin Thánh Linh Ngài đổ tràn trên chúng con. Chúa giúp chính mình con làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, để con được nên như miệng của Chúa, tiếng của Ngài phán qua và phán với vào lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thấy trong tờ chương trình tôi để vẫn còn cái đề tài cách đây 2-3 tháng là ba cái nhìn. Nhìn Chúa, nhìn mình và nhìn người. Ở đây trong cái nhìn người tôi chia làm hai phần, là nhìn anh em ở trong Chúa.
Chúng ta đã học qua đào chút chút thôi, nhưng mà nếu chúng ta để thì giờ về cái đề tài thứ nhất đó, nhìn Chúa, chúng ta coi cái đó là một cái điều quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta trên trần gian. Và sau này khi chúng ta về thiên đàng, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn Chúa, thờ phượng Chúa. Đó là cái điều chúng ta ước vọng, nhìn Chúa mặt đối mặt. Nhưng Chúa cũng dạy chúng ta phải biết nhìn mình và phải biết nhìn người nữa. Có một số người Việt Nam nói, tôi không tin hoàn toàn đúng nhưng mà cũng có lý một phần nào, là tôi chơi với Mỹ, chơi với bạn Mỹ dễ hơn, chơi với Việt Nam khó quá, người Việt Nam mình rắc rối lắm. Xin ai nói như vậy, lấy cái gương ngó lại trong cái gương, có thể người nào nói cái câu đó, mình là người Việt Nam thì mình có rắc rối thật. Nhưng mà nhất là người Việt Nam đã tin Chúa, nhớ rằng trong mình có Chúa. Và việc mà Chúa biểu phải nhìn nhau, nhìn người đó, là một cái mạng lệnh của Chúa. Khó, nhưng mà chúng ta không khước từ được, vì Chúa bảo chúng ta như vậy. Và Chúa cũng dạy cho chúng ta, trong cái nhìn nhau đó, hay là nhìn người khác đó, chúng ta học về Chúa rất nhiều, để gần gũi với Chúa. Trong câu Kinh Thánh mà ông Nguyễn Anh Đào vừa đọc cho chúng ta, là câu 24 đó, có cái chữ là ai nấy hãy coi sóc nhau. Cái chữ coi sóc, tiếng Việt Nam dịch đó, có nghĩa là hãy nhìn, hãy thấy, trông thấy và nhận thức một cách thấu đáo bằng tập trung tâm trí. Cái nghĩa dài như vậy đó. Tập trung tâm trí để nhìn, để thấy một cách thấu đáo. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ coi sóc. Cái động từ này được dùng trong Kinh Thánh Tân Ước 7 lần. Có 4 lần Chúa dạy cho chúng ta, tôi kể qua nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh 3 lần quan trọng. 2 lần Chúa dạy ở trong sách Luca đoạn 12 câu 24 và câu 27, Chúa biểu chúng ta hãy nhìn xem con quạ. Đó là cái chữ mà chúng ta dịch là coi sóc đó, mà tôi nói là tập trung tâm trí để thấy, để nhìn một cách thấu đáo đó. Con quạ và hoa huệ là 2 lần. Một lần thì Phi-e-rơ đang cầu nguyện thì thấy một cái khăn có 4 chéo. Đó là một cái khải tượng, một cái vision của Chúa, để Chúa biểu ông đi đem tin lành của Chúa cho những người không phải là Do Thái. Đó là ông nhìn cái khăn đó. Đó là một cái chữ mà trong Hebrew dịch là coi sóc. Và Roma đoạn 4 câu 19 kể lại câu chuyện của Abraham khi nhận lấy lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông 100 tuổi và Chúa hứa rằng ông sẽ có con, và có con cháu đông như sao trên trời, như các bãi biển. Thì Kinh Thánh nói là ông không có nhìn cái thân thể của ông, bởi vì nếu ông nhìn cái thân thể của ông thì ông thất vọng lắm, cho nên ông không nhìn. Đó là cái chữ mà 4 lần Chúa dùng trong Kinh Thánh. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh đến 3 cái lần khác Chúa dạy chúng ta, đúng là 3 cái nhìn mà Chúa dạy chúng ta. Thứ nhất là trong Hebrew đoạn 3 câu 1 tôi đã giảng, cái chữ của Kinh Thánh Việt Nam dịch là hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm. Nhìn Chúa, cái chữ suy kỹ đó là nhìn, tập trung tâm trí, nhìn để mà ý thức, mà nhận thức một cách thấu đáo đó. Chúng ta đã học một phần điều đó. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3, Chúa dạy chúng ta, mà quý vị đọc ở trong phần Kinh Thánh đối đáp đó, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình. Cái chữ thấy sau đó, chữ thấy cây đà đó, mà chẳng nhận thức một cách rõ ràng là trong con mắt mình có một cái cây đà to tướng. Cái chữ thấy đó chính là cái chữ nhìn, cái chữ nhận thức một cách rõ ràng đó. Là Chúa dạy chúng ta hãy nhìn mình. Rồi trong Hebrew đoạn 10 câu 24,
là chú biểu chữ quay sóc đó, cũng là cái chữ tập trung tâm trí để nhìn, để thấy một cách thấu đáo, là nhìn người. Nhưng mà quý vị để ý, Chúa dạy chúng ta cái chữ nhìn thứ ba đó là nhìn người đó, Chúa không dạy có một chiều. Nhìn Chúa là nhìn một chiều, chúng ta nhìn Chúa, nhìn mình cũng dường như là một chiều. Nhưng mà khi dạy đến cái chữ mà nhìn lẫn nhau, coi sóc, thì Chúa dùng là lẫn nhau, nó hai chiều. Tôi sẽ đi sâu vào cái ý đó, nhưng mà nhớ trước là Chúa biểu phải nhìn lẫn nhau. Chúng ta qua mấy câu kinh thánh này, chúng ta học tại sao Chúa dạy chúng ta phải nhìn lẫn nhau. Và chúng ta phải nhìn lẫn nhau trong cái điều kiện nào, trong cái trường hợp nào. Quý vị để ý lại trong Matthew đoạn 7 câu 1 câu 5, Chúa cảnh cáo liền, Chúa nói rằng nhìn không phải là đoán xét. Hãy cẩn thận. Chúng ta dễ nghe lời của Chúa bảo nhìn nhau, quan sát nhau, thì chúng ta làm một cái việc là chúng ta đoán xét. Cái chữ đoán xét ở trong Kinh Thánh có một cái nghĩa rất là mạnh. Đoán xét là ngồi lên cái ghế của quan tòa và tuyên án. Đó là cái nghĩa của cái chữ đoán xét mà Chúa dạy chúng ta ở đây. Khi mà hiểu được cái nghĩa như vậy, tôi đố ai mà dám làm điều đó, phải không? Nghe cái chữ đoán xét thì mình còn nghĩ rằng có khi tôi cũng phải suy xét, hay là tôi làm thế nào để biết người đó thế nào, để mà tôi tránh cái người xấu mà tôi theo người tốt. Chúng ta tưởng như vậy. Nhưng cái nghĩa của Chúa khác, không phải cái nghĩa đó. Cái nghĩa đó có nghĩa là đặt mình vào cái ghế của quan tòa là của Chúa mà lên án người khác. Quý vị nghe cái nghĩa đó rồi thì chắc là đầu hàng ngay. Tôi không có đâu, tôi không dám. Nhưng mà cẩn thận, mình không dám ngồi lên cái ghế quan tòa, nhưng mà mình vẫn làm cái việc của quan tòa, vẫn lên án người ta như thường. Cái nghĩa đó vẫn còn bị Chúa cấm. Cho nên chúng ta cẩn thận ở chỗ đó. Chúa dạy chúng ta rằng nếu chúng ta đoán xét người khác mà không nhìn mình đó, thì Chúa gọi chúng ta là gì? Mình có cái đà ở trong con mắt. Chúa lấy cái hình ảnh tượng trưng. Tôi tin chắc rằng không có ai mà có cái đà trong con mắt cả, phải không? Cái đà là một cái cây gỗ lớn mà làm cái sà ngang ở trên cái sườn nhà đó. Ai mà để cái đà vào con mắt mình là cái con mắt đó không thấy gì được cả. Không thể nào mà để như vậy được. Nhưng mà đó là cái ý nghĩa tượng trưng. Chúa nói cái lỗi của mình nó to lớn vĩ đại như vậy đó, mà mình không có nhìn, mình không có quan sát, không có ý thức được đó là lỗi của mình, để mà mình ăn năn với Chúa, để mà cất đi, để mà được huyết của Chúa rửa đi, mà mình thấy được cái lỗi của người khác. Đó là cách của Chúa cảnh cáo. Và Chúa lên án cái người làm như vậy, một cái chữ là giả hình. Quý vị để ý, cái chữ giả hình là một cái chữ nặng nề vô cùng. Chúa của chúng ta là đấng khiêm nhường, Chúa của chúng ta là đấng nhân từ, từ bi bác ái. Ngài đến trong trần gian này, Ngài gặp những người bị kể là cặn bã của xã hội, thì Ngài đến, Ngài nâng đỡ họ. Ngài gặp những cái người đau khổ, thì Ngài chữa lành cái tấm lòng đau khổ những người đó. Ngài làm bạn với những người cùng tột ở trong xã hội, nhưng Ngài rất nghiêm khắc khi gặp những người giả hình. Những người giả hình là những người có cái áo đạo đức bên ngoài, nhưng mà trong lòng không có gì cả. Là những người chỉ tôn cái tôi lên mà không thờ Chúa. Đối với những người giả hình, Đức Chúa Giê-xu không còn là một người khiêm nhường, nhu mì để mà đối xử với những tội nhân nữa. Nhưng mà Ngài lên án rất là thậm tệ. Ngài dùng một cái chữ mà Ngài phán cho những người đó là khốn thay. Tiếng Anh là woe, W-O-E. Cái chữ đó là một cái chữ hết sức là nặng nề. Cho nên Chúa dạy chúng ta hãy cẩn thận về sự đoán xét. Đừng có lên án ai cả. Nhưng mà đừng vì như vậy mà không nhìn nhau. Xin nhớ như vậy.
Có một số người đọc cái câu Chúa dạy biểu đừng có đoán xét, bởi vì người đó là người giả hình đó, nó sợ, nó thôi bây giờ tôi không dám làm cái gì cả. Đó là điều sai. Cho nên Chúa dạy chúng ta nữa ở trong Hebrew. Cảm ơn Chúa, trong các lớp Hebrew chúng tôi đã đi qua đi lại trên khúc kinh thánh này rất là nhiều lần. Nhưng mà mỗi lần quý vị đọc lại khúc kinh thánh này, quý vị sẽ thấy, tiếp tục thấy bao nhiêu là sự dạy dỗ sâu nhiệm của Chúa càng hơn nữa. Lúc trước tôi nghe có người ví dụ về cái cách học kinh thánh, tôi cũng chưa hiểu, nhưng mà khi đọc đi đọc lại khúc kinh thánh này tôi càng hiểu. Có người nói rằng lời của Chúa như là cái mỏ kim cương đó. Khi chúng ta đào sơ sơ thì chúng ta có thể lượm được một vài cái viên kim cương nhỏ nhỏ. Chúng ta đào sâu, chúng ta được một vài viên kim cương lớn hơn. Nhưng mà càng đào, càng đào, càng đào thì chúng ta càng được nhiều viên kim cương lớn hơn nữa. Xin nhớ đây, cái viên kim cương này là viên kim cương thiêng liêng, vô hình, chứ không phải cái đựng toàn ten trên cái lỗ tai của một vài người, không phải như vậy. Đây là một cái kim cương quý giá vô cùng, sự dạy dỗ của Chúa cho chúng ta. Chúa dạy chúng ta ở đây những cái điều gì? Xin quý vị dỡ ra thơ Hebrew, giữ kinh thánh từ câu đoạn 10, từ câu 19 trở đi. Chúa dạy chúng ta, trước khi chúng ta nhìn lẫn nhau thì chúng ta phải nhìn Chúa trong cái tinh thần thờ phượng và chiêm ngưỡng. Thờ phượng và chiêm ngưỡng như thế nào? Trước hết, Chúa dạy chúng ta về huyết của Chúa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu. Khi nói đến huyết của Chúa Giêsu, bất cứ người nào đã được tái sanh nhờ huyết của Chúa rửa sạch tội, cảm thấy trong lòng của mình có một cái sự xúc cảm, có một cái sự vui mừng, có một cái tinh thần thờ phượng, chiêm ngưỡng Chúa đã chịu chết vì mình. Nếu có người nào khi nghe về huyết của Chúa mà có thái độ lãnh đạm, hay là nói rằng tôi biết rồi, thì xin chúng ta cầu nguyện cho người đó, yêu thương người đó, vì người đó chưa tin Chúa. Tôi thưa với quý vị một cách rõ ràng như vậy. Nếu có ai tín đồ 5, 60 năm, 70 năm, 80 năm đi nữa, bởi vì tôi có nghe có người nói rằng họ tin Chúa khi còn trong bụng mẹ nữa. Đó là cái lời nói ngược kinh thánh. Nhưng mà chúng ta giả sử họ như vậy đi nữa, rồi họ sống đến 80 tuổi mà họ nghe về huyết của Chúa, lòng họ vẫn vững dưng, thì chúng ta phải cầu nguyện cho họ với tình thương, bởi vì người đó chưa biết Chúa gì cả. Chúa nhắc nhở chúng ta về huyết của Chúa. Huyết của Chúa là mạng sống của Ngài. Huyết của Chúa đổ ra để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Huyết của Chúa theo Hebrew đoạn 13 câu 12 là huyết làm cho chúng ta nên thánh. Việc rửa sạch tội lỗi và việc làm nên thánh là một. Xin quý vị đừng phân biệt cái đó. Tôi đã nghe và tôi xin nhắc lại điều này không đúng. Có người nói tôi được cứu mà tôi không được nên thánh. Lời đó sai. Có người dùng tiếng Anh nói rằng tôi được justified, tức là justification, được xưng công bình mà không được thánh hóa, không có sanctification. Người đó nói ngược với Kinh Thánh. Kinh Thánh không chấp nhận điều đó. Người nào được xưng công bình, được tái sanh là người đi con đường lên thánh. Chắc chắn như vậy. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết ở trong, quý vị nhớ, sách Thời Gian Thứ Nhất đoạn 1 câu mấy? Nói rằng huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Thời Gian Thứ Nhất đoạn 1 câu mấy? Thuộc lòng rồi, năm ngoái. Câu phải câu 7 không? Huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta, phải không? Rồi. Bây giờ chúng ta dỡ ra Hebrew đoạn 13 câu 12. Chúng ta đọc chung với nhau câu đó. Ấy vì đó mà chính mình, chúng ta đọc chung. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu
đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Quý vị thấy hai cái nghĩa đó là một đó, synonym, đồng nghĩa với nhau. Làm sạch tội để xưng chúng ta là công bình, để tái sanh chúng ta và làm nên thánh chúng ta là một. Cho nên quý vị nhớ, người được cứu là người đang được thánh hóa. Ai không được thánh hóa là người không được cứu. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta điều đó. Chúng ta trở về Hebrew đoạn 10. Điều thứ nhất tôi nhắc nhở là huyết của Chúa rửa sạch và nên thánh. Điều thứ hai, dạy chúng ta phải bước qua cái màn Chúa gọi là con đường mới và sống mà Ngài mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác của Ngài. Cái chữ xác này tôi nhấn mạnh là thân xác, tức là cái body, cái thân thể của Ngài. Chúa nhắc lại cho chúng ta ở đây cái chân lý Chúa nhập thể. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế Thần Linh. Ngài vô hình vô tượng. Ngài là đấng dựng nên trời đất. Ngài ở khắp mọi nơi trong vũ trụ này. Ngài là đấng vô sở bất tại. Ngài là đấng vô sở bất tri. Ngài là đấng vô sở bất năng. Ngài ở khắp mọi nơi cùng một lúc trong thời gian và trong không gian. Ngài là đấng làm được mọi việc và biết tất cả mọi sự. Nhưng để cứu rỗi chúng ta, Ngài phải vào ở trong một cái thể xác của con người. Ở đây dạy chúng ta tiến vào trong cái chân lý nhập thể của Chúa. Cái chân lý nhập thể của Chúa là cái chân lý đem chúng ta sự cứu rỗi. Nếu Chúa của chúng ta không xuống trần làm người, sinh vào ngày lễ chúng ta kỷ niệm Giáng sinh, không phải đúng ngày, nhưng mà chúng ta kỷ niệm cái ngày đó, ở trên trần gian, chịu ma quỷ cám dỗ, chịu thương khó, chịu chết ở trên cây thập tự, sống lại trong cái thể xác của Ngài. Không phải là Ngài sống trong cái tâm linh, Ngài sống trong cái thể xác của Ngài. Và với cái thể xác đó, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Chúng ta phải nhận, phải sống, phải đi qua cái chân lý nhập thể đó, phải nhắc đi nhắc lại cái chân lý nhập thể đó cho cuộc sống của mình, để cái chân lý nhập thể đó thấm nhuần vào trong mỗi tư tưởng và mỗi tế bào của chúng ta. Đó là qua cái cửa. Đó là trên bước đường chuẩn bị để nhìn nhau. Rồi chúng ta vào nơi chí thánh, là nơi ngự của Thượng Đế vinh hiển. Là nơi nếu chúng ta không có huyết của Chúa, chúng ta không được vào đó. Chỉ nhờ huyết của Chúa, qua thân xác của Chúa, và chúng ta có thầy tế lễ là đấng trung gian cho chúng ta, đấng trung bảo cho chúng ta, bây giờ đang ở nơi chí thánh, bảo đảm cho chúng ta và nắm tay chúng ta. Quý vị có khi nào vào nơi chí thánh để một tay biết rằng Chúa đang nắm lấy mình, Chúa đang siết chặt cái tay của mình, dẫn mình vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha, để chiêm ngưỡng Đức Chúa Cha. Can đảm bởi vì chúng ta cả tâm thần, cả linh hồn, cả thể xác được phủ trong dòng huyết của Chúa. Chúng ta đang đứng trong cái thân xác của Chúa. Chúng ta vào nơi chí thánh. Để làm chi? Để thờ phượng, để chiêm ngưỡng, để cầu nguyện. Đó là Chúa dạy chúng ta. Cầu nguyện để xét mình. Đó là cái nhìn Chúa. Bây giờ Chúa dạy chúng ta cái nhìn mình nè. Câu 22. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà ngó lên mình. Cái lòng của chúng ta không có thật thà đâu. Tôi không dám nói, tôi chỉ nói về tôi. Từ cái lúc tôi có lẽ 2 tuổi, tôi bắt đầu gian rồi, dối rồi, giận rồi. Mà không phải ai, không phải là một mình tôi, nhưng mà tất cả mọi người. Quý vị nhớ cái câu chuyện tôi kể của các nhà tâm lý học. Người ta mới dùng phương pháp tâm lý để người ta thử những em nhỏ, biểu các em ngó đi một phía, để những cái quà cho các em ở phía sau, và dặn các em đừng có quay lại nha, đừng có quay lại. Thế mà em nào mà ngoan ngoãn mà không có quay lại vâng lời đó, chúng tôi sẽ cho các em quà.
Rồi các nhà tâm lý học đã đi qua cái phòng một bên, cái phòng đó có một cái loại kính đặc biệt. Ở trong thấy ra mà ở ngoài không thấy vào. Các em thấy không có ai người lớn ở đó cả, các em xoay lại ngó những cái quà đó. Rồi nghe cái cửa mở, các em xoay lại, xoay lưng lại cái quà. Rồi các nhà tâm lý học hỏi, có em nào ngó cái quà không? Không có, dạ không có. Nhưng mà cái mà các nhà tâm lý học nói mà tôi sợ lắm, là có những em cười một cách xã giao, cười một cách ngoại giao, làm như là cái lời mình nói dối đó là nó thật lắm. Ai dạy cho những em 2-3 tuổi làm điều đó? Các em chưa học với Henry Kissinger, các em chưa lên cái trường nào ở trên Washington để học cái nghề ngoại giao cả, mà cái lòng đen tối tội lỗi của các em dạy cho các em nói dối rồi cười bằng một cái nụ cười giả hình để mà che đậy. Tôi không hiểu tại sao, ở đâu mà các em học được? Tổ tông là Adam truyền cái bản tánh đó trong các em. Chúng ta có cái bản tánh đó, sinh ra trong trần gian chúng ta đã có cái bản tánh đó, không có cãi được. Cho nên Chúa nói rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Nhưng mà Chúa biểu chúng ta bây giờ phải có cái lòng thật thà. Đây là một cái lễ đạo rất là mầu nhiệm. Chúng ta đem cái lòng dối trá đó thú nhận với Chúa, con dối trá, xin Chúa lấy huyết của Ngài tha tội cho con. Rồi tin lời của Chúa trong một cái bài cầu nguyện ở trong cái chương trình Thầy Tế Lễ Nhà Vua đó, Ezechiel đoạn 36, Chúa sẽ rưới nước trong, là huyết của Chúa trong lòng của chúng ta. Chúa cất đi cái lòng bằng đá, cái lòng dối trá của chúng ta, ban cho chúng ta cái lòng bằng thịt, tức là cái lòng thật thà của Chúa cho chúng ta. Quý vị, cái khi có cái lòng thật thà đó, xin nhớ giữ cái lòng thật thà đó. Đừng để bị ảnh hưởng của đời này vì lợi, vì danh, vì thể diện. Các em nhỏ nó có thể vì thể diện đó quý vị. Cười cái nụ cười ngoại giao đó là vì thể diện đó. Đừng có bị cái điều đó, nó làm mất cái lòng thật thà của mình. Dầu thiệt mà thật, dầu thiệt thòi mà giữ thật thà. Đó là lời của Chúa dạy cho chúng ta. Dẫu có bị thiệt thòi đến bao nhiêu đi nữa, xin Chúa cho chúng ta giữ cái lòng thật thà đó với đức tin đầy dẫy trọn vẹn. Ở đây ai chúng ta cũng muốn có đức tin đầy dẫy hết á, phải không? Là tin Chúa mà phải có đức tin lớn chứ. Khi Chúa dạy chúng ta phải có đức tin bằng hạt cải đó, Chúa nói không phải là chúng ta cứ giữ đức tin bằng hạt cải, nhưng mà Chúa nói đến cái đức tin sống. Cái hạt cải không phải là hạt cải chết đó nha. Cái đức tin mà gieo ra là nó mọc lên. Chúa không nói đến cái đức tin chết. Đừng có lấy cái đó là một cái điều excuse, nó thôi tôi có đức tin bằng hạt cải cũng được. Không phải, Chúa không nói như vậy. Nếu đức tin thật mà cô đồng nó lại bằng một cái hạt cải mà sống là nó lớn vô cùng, không có nhỏ đâu. Xin Chúa cho chúng ta nhìn xem Chúa. Hebrew đoạn 12 câu 2, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Đức tin bắt đầu từ Chúa. Mỗi người chúng ta và chính mình tôi ở đây có đức tin là từ nơi Chúa cho chúng ta. Cái hạt nhân đức tin đầu tiên của chúng ta có là của Chúa. Rồi Chúa là đấng làm cho đức tin đó lớn lên và lớn lên cái độ trọn vẹn. Chúng ta nhìn xem Chúa. Chúng ta lớn lên ở trong đức tin cho đến độ đức tin đầy dẫy trọn vẹn. Lời của Chúa dạy, lòng được rưới sạch, tưới sạch khỏi lương tâm xấu. Chúa giữ chúng ta khỏi mặc cảm tội lỗi. Ma quỷ thường làm một cái điều này, làm cho nhiều con cái của Chúa bị chán nản, thất vọng. Có người đã đến với Chúa, đã ăn năn tội lỗi, đã xưng cái quá khứ mình với Chúa. Chúa nói rằng ta đã tha tội cho con. Nhưng mà ma quỷ nó nói rằng, anh hả? Anh mà tin Chúa cái gì? Anh mà hầu việc Chúa cái gì? Ngó lại cái quá khứ của anh đi. Chúa biểu đừng. Chúa tuyên bố với chúng ta rằng khi chúng ta đã ăn năn với Chúa, Chúa xóa sạch. Tôi thích cái câu ở trong Thi Thiên 139 câu 5. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Chúa thanh toán, Chúa lo liệu cho cả thời gian.
quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Chúa bao phủ tôi phía sau, huyết của Chúa đã phủ hết cả quá khứ của tôi rồi. Ma quỷ đừng có đem cái quá khứ đó lại để mà hù tôi nữa. Chúa đã bao phủ tôi phía sau. Cái tương lai của tôi ở trong tay Chúa. Chúa bao phủ tôi phía trước. Tôi không có sợ gì trong tương lai cả. Tôi ở với Chúa. Cha của tôi là đấng nắm tương lai của tôi. Và ngay bây giờ tay của Chúa đặt trên mình tôi. Quý vị có cảm thấy cái bàn tay của Chúa đặt ở trên vai? Có khi thì nắm lấy hai vai, có khi thì xoa đầu, xoa đầu. Tôi thích cái hình ảnh đó, cái đầu, cái tay xoa xoa trên đầu của một người cha thương một đứa con nhỏ, xoa cái đầu. Chúa đang làm điều đó trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đó là cách chúng ta nhìn mình, chúng ta được như vậy rồi. Và thân thể chúng ta rửa bằng nước trong. Lời của Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh tưới sạch tất cả cho chúng ta, làm cho chúng ta là con người mới. Khi đó chúng ta mới nhìn người được. Thưa quý vị, tất cả những điều đó chỉ mới là chuẩn bị để nhìn người. Nhưng còn một cái ý nữa, khi chúng ta vào trong nơi chí thánh, được bao phủ bởi huyết thánh của Chúa Giê-xu, được đứng trong cái thân xác nhập thể của Chúa Giê-xu, đi qua cái thân xác đó, khi chúng ta nhắc lại cái chân lý nhập thể của Chúa, Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm nắm chặt tay chúng ta. Quý vị cảm thấy cái gì? Lòng của mình còn ghen ghét ai được không? Không thể được. Chúng ta nhìn Chúa là đấng yêu thương, Đức Chúa Trời là tình thương, thì tình thương của Ngài tràn ngập trong chúng ta. Chúng ta vào nơi chí thánh là nơi của Đức Thánh Linh. Trong tâm linh, chúng ta đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời. Chúng ta vào đó, chúng ta để ý hai điều đó. Chúng ta tràn ngập tình thương để mà nhìn anh em mình. Đừng bao giờ thử săn sóc, nhìn, giúp đỡ anh em mình mà không tràn ngập tình thương của Chúa. Rồi Chúa nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta có Đức Thánh Linh đó, thì anh em chúng ta có một cái lỗi lầm gì, có một cái sự sơ sót gì, chúng ta muốn giúp đỡ, có thiện chí giúp đỡ, thì chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện, để Thánh Linh vận hành trong chúng ta và vận hành trong anh chị em chúng ta. Quý vị thấy có những cái vấn đề chúng ta muốn giúp đỡ người khác, có thiện chí, coi sóc lẫn nhau, Chúa dạy rất là tốt. Nhưng mà nhiều khi chúng ta quá hấp tấp, chúng ta đi một mình, chúng ta không nhờ Đức Thánh Linh vận hành trước, chúng ta thất bại một cách ê chề. Muốn nối lại một cái tình bạn thì cái tình bạn đó bể ra càng thêm. Rồi từ đó tởm tới già không dám làm nữa. Chúa dạy đừng như vậy. Phải chuẩn bị lòng của mình với Chúa, cầu nguyện để Chúa chuẩn bị anh em mình khi chúng ta đến. Ngoài ra, tôi nói lại về cái Chúa biểu chúng ta hãy coi sóc lẫn nhau đó, tức là hai chiều chứ không phải một chiều. Có khi chúng ta đến với anh em chúng ta để giúp đỡ, chăm sóc, thì chúng ta không nói ra, nhưng mà bên trong chúng ta có cái thái độ, tôi giúp anh là nhờ tôi thiêng liêng hơn anh đó nha. Tôi giúp anh là tôi có học Kinh Thánh giỏi hơn anh đó. Có người khác nói tôi giúp chị đó là tôi theo đạo lâu năm hơn chị. Hay là có người, xin lỗi những quý vị lớn tuổi, tôi nói này có cả tôi trong này nữa. Tôi giúp cậu hay cô đó là tôi đáng tuổi cha hay mẹ cậu. Xin đừng đến với cái thái độ đó. Đừng có bao giờ đến với thái độ đó. Chúng ta đến với anh em của mình với cái tình thương tràn ngập của Chúa và với sự vận hành của Đức Thánh Linh làm cho chúng ta. Cho nên Chúa dạy chúng ta là một điều nữa, là khi chúng ta đến với một em nhỏ chẳng hạn, giúp em đó, nếu Chúa dùng một em đó giúp lại chúng ta phải phục thiện. Đừng quên, nếu bây giờ tôi đến với một em nhỏ, tôi muốn giúp em đó trật cái đôi giày, hay là không biết, có những cái em nhỏ không biết chân mặt chân trái gì hết á, xỏ cái chân mặt vào cái chiếc giày trái, rồi xỏ cái chân trái vào chiếc giày mặt, tôi đến tôi giúp em đổi cái đôi giày, tôi nói cái việc đơn sơ thôi, thì em nói à, ông mục sư cái cơ vắt ông xẹo rồi đó, thì tôi vẫn phải nghe lời phải không?
tôi phải sửa cái cravat tôi lại chứ. Chứ đừng nói là em nhỏ, tôi giúp em mà thôi, đừng có giúp tôi. Không được. Tôi lấy một cái ví dụ đơn sơ để thấy rằng khi chúng ta chăm sóc anh em mình, coi sóc anh em mình thì xin Chúa cho chúng ta cái tấm lòng phục thiện. Để có khi anh em mình giúp chúng ta thì chúng ta nghe lời. Cảm ơn Chúa, các người có ơn của Chúa luôn luôn có điều đó. Phao-lô khi viết thơ cho hội thánh Roma là La Mã, Phao-lô ước mong đến thăm anh em để chia sẻ các ơn của Chúa cho anh em. Trong đoạn 1, Phao-lô nói điều đó. Và nhận những cái ơn của Chúa trong anh em chia sẻ lại cho tôi. Quý vị thấy cái tinh thần đó. Phao-lô là một cái người gần gũi với Chúa, cái người được lên thiên đàng ở tầng trời thứ ba, là người được sự dạy dỗ của Chúa trực tiếp trong 3 năm trời, học được bao nhiêu sự mầu nhiệm mà nói được một câu như vậy. Thì chúng ta là ai mà nói rằng tôi giúp là tôi hơn, tôi giúp là tôi thiêng liêng hơn, tôi theo đạo lâu năm hơn, tôi học kinh thánh thuộc nhiều hơn. Xin đừng nói. Có cái lòng nhận lại hai chiều. Nhưng Chúa dạy cho chúng ta trong khúc kinh thánh này hãy cẩn thận. Chúng ta thường lẫn lộn một cái điều này, là coi tất cả mỗi người trong hội thánh là anh em cả, tức là coi như là người tin Chúa cả. Chúng ta nhầm cái đó, cho nên cái giúp của chúng ta nhiều khi thất bại nặng nề. Người Việt Nam chúng ta, nhất là hội thánh Tin Lành Việt Nam, dùng cái chữ tin Chúa quá rộng. Ai nghe làm chứng quỳ xuống cầu nguyện nghe không, cầu nguyện cái đó nói là tin Chúa rồi, hay là làm bắp tem cái nói là tin Chúa, người đó tin Chúa. Nhưng tôi thưa lại với quý vị, tôi đã bắt đầu bằng cái lời này: ai thực sự tin Chúa là người được tái sanh, là người được xưng công bình và là người đang được thánh hóa, người đó mới là tin Chúa. Ở trong đạo mấy chục năm không phải là tin Chúa, con mục sư không phải là tin Chúa, làm mục sư cũng không phải là tin Chúa. Tôi nói thật với quý vị, chúng tôi đang học những cái đoạn mà làm cho chúng tôi sợ lắm. Có những ông là mục sư hay là thầy mục sư là những tiên tri giả, làm cho chúng tôi run sợ. Không phải là những người đó là những người tin Chúa. Những người tin Chúa là người được huyết của Chúa tha thứ tội lỗi, là người khi nào nhắc đến huyết của Chúa là lòng của mình xúc cảm, tạ ơn, phấn khởi, vui mừng, chiêm ngưỡng Chúa, là người đang đi trên con đường thánh hóa. Đó là một điều chúng ta phải phân biệt. Có người nói rằng chúng ta đến với một con cái của Chúa, mà cái người mà được gọi là con cái của Chúa có cái lối sống mà Chúa gọi là con cái của ma quỷ. Quý vị dở là sách Tin Lành Giăng mà thấy. Thành ra chúng ta đừng có dùng những cái từ ngữ đó một cách hơi quá rộng đi, hay là nói đúng là hơi bừa bãi. Phải phân biệt. Chúa dạy chúng ta phân biệt ở trong thơ Hebrew. Chúa dạy chúng ta, xin chúng ta trở về khúc đó: ai nấy hãy coi sóc nhau. Cái chữ nhau đó là những người tin Chúa thật. Rồi câu 26, Chúa cảnh cáo chúng ta: có những người, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Ở đây là những người trong giáo hội. Nhận biết lẽ thật. Tôi đã nói cái chữ này, tôi xin nhắc lại. Cái chữ nhận biết lẽ thật mà Chúa dùng ở đây có nghĩa là biết một cách rõ ràng từng chi tiết. Hỏi họ về chân lý, về kinh thánh, họ có thể trình bày cho quý vị rất có hệ thống thần đạo. Có thể họ có mấy cái bằng tiến sĩ về thần đạo nữa, nhưng mà vẫn chưa là anh em. Bởi vì họ còn cố ý phạm tội và họ không có tế lễ chuộc tội. Cái tế lễ chuộc tội là sự chết của Chúa Giê-xu không áp dụng cho họ, và không thể áp dụng cho họ bởi vì họ cứng lòng đến cái độ từ bỏ Chúa. Mà những người đó đang ở trong giáo hội. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có sự phân biệt thuộc linh, spiritual discernment, để mà thấy được. Chúng ta phải thấy, phải biết trước khi chúng ta săn sóc. Mà điều này làm cho chúng ta đến một cái chỗ chúng ta cẩn thận, là phải cầu nguyện Đức Thánh Linh vận hành trong cái người mình sẽ tiếp xúc. Nếu người đó chưa tin Chúa, xin Chúa làm việc trong lòng người đó để người đó tin Chúa.
Và nếu người đó đã tin Chúa nhưng còn yếu đuối, xin Chúa làm việc trong lòng của người đó để người đó thức tỉnh. Hai cái sự cầu nguyện khác hẳn nhau. Chúng ta không thể cầu nguyện cho người chưa được cứu mà xin Chúa làm cho người này thức tỉnh lại. Không được. Xin Chúa cho người đó tin Chúa thực sự được cứu. Rồi nếu người đó có những cái lúc vấp ngã, xin Chúa cho họ đứng dậy trở lại. Hai cái đó phân biệt ra. Bởi vì Chúa dạy cho chúng ta trong Thê-bơ. Chúa dạy cho chúng ta trong Thê-bơ. Tất cả các hội thánh thật, tôi dùng chữ rất là cẩn thận, hội thánh thật, tất cả các hội thánh thật của Chúa đều thường có ba hạng người. Lời của Chúa Hebrew nói như vậy. Có những người thường trực ở trong nơi chí thánh, tôi dùng mấy cái chữ ở đây, đi vào trong nơi chí thánh để chiêm ngưỡng Chúa, để gặp Chúa, luôn luôn được bao phủ bằng huyết của Chúa. Cảm ơn Chúa, số này là những người mạnh mẽ trong Chúa, là sức mạnh của hội thánh, những người đầy dạy Đức Thánh Linh. Ước mong hội thánh chúng ta có đông người như thế này, là những người làm thầy tế lễ nhà vua. Ước mong hội thánh chúng ta có. Hễ cái hội thánh nào không có cái hạng người này đó, thì tôi xin gọi trở lại đó là cái giáo hội hay là cái hội chết, chứ không phải là hội thánh. Phải có những người này mới là hội thánh. Nhưng trong khi đó cũng có những người đã được cứu, đã đang tiến trên con đường thánh hóa, nhưng mà tiến quá chậm. Có khi quý vị đi đến những cái dòng sông, thì cái dòng sông đó nó phải chảy từ nguồn mà ra biển, phải không? Cái luật thiên nhiên là nó như vậy. Nhưng mà có những cái dòng sông nó chảy lờ đờ đến nỗi mình không biết là nó chảy nữa. Cái lúc tôi còn nhỏ, tôi đi ra học ở Huế, tôi đứng lên cái cầu Trần Tiền, không biết ai có biết cái cầu đó không, rất là đẹp, ở trên sông Hương. Tôi ngó, tôi không biết phía nào là nguồn, phía nào là biển cả, bởi vì nước không thấy chảy. Lúc đó tôi có cầm một cái hoa vạn thọ hay gì đó, tôi thả xuống dưới nước để tôi coi thì nó trôi về phía nào, để mình biết là hướng nào là nguồn mà hướng nào là biển. Thấy nó xuống một chút, rồi gió nó thổi lên một chút, tôi đứng đó tôi coi thấy cái hoa nó cứ lờ đờ lên xuống. Tôi chịu thua. Sau đi ra học nhiều lần thì tôi mới biết hướng nào là nguồn, hướng nào là biển. Nhưng tôi muốn nói về cái đời sống thánh hóa của một số người đã là con cái Chúa. Tiến chứ, nhưng mà tiến chậm quá đi. Rồi tiến một khúc, bệnh nằm xuống, lui lại. Rồi Chúa cho tiến lên khúc nữa, rồi bệnh nữa. Số này có nhiều ở trong các hội thánh. Số này là số những người mà Chúa dạy chúng ta đó, câu 24 đó, hãy coi sóc và khuyên dục nhau đó. Số này Chúa dạy như vậy đó. Nhưng còn một cái số nữa là số ở trong câu 26, 27. Có thể biết Kinh Thánh rất nhiều, có thể giữ những chức vụ rất lớn trong giáo hội, nhưng chưa có Chúa. Chúa dạy chúng ta như vậy. Đối với họ, đối với mỗi người, chúng ta yêu thương cả. Ngay cả những người Chúa để vào ở trong câu 26, 27, chúng ta phải yêu thương linh hồn của họ, cầu nguyện cho họ để Chúa thức tỉnh họ. Chúa có chương trình đối với họ, chúng ta không biết. Nhưng bây giờ tôi chỉ nói thêm một cái chữ nữa. Khi Chúa dạy chúng ta đối với cái hạng người thứ nhì là những người đã được cứu nhưng mà cần được coi sóc và khuyên dục đó, thì Chúa dạy chúng ta một cái động từ rất là hay, là cái động từ khuyên dục. Ở đây có ai uống cà phê sữa không? Người Việt Nam thường là cà phê ô lê là quen lắm, phải không? Quý vị đến restaurant, một cái tiệm ăn, kêu một ly cà phê sữa, thì cái người bồi bàn đó mang ra cho quý vị đó, hoặc là một cái bình gì đó tôi không có cần nói, nhưng mà trong cái ly của quý vị có cà phê và ở dưới có một cái lớp sữa thế này, bởi vì họ đổ vô, thường họ không có quậy, phải không? Bây giờ cái chữ Chúa biểu đã khuyên dục là quậy nó lên. Đừng có ai hỏi tôi quậy viết làm sao, tôi viết không được. Cái tiếng Việt Nam cái kêu là quậy mà không biết là viết làm sao cả. Cái tiếng thanh nhã hơn chút là khuấy hay là quấy, nhưng mà mình nói quen rồi nó quậy. Cái chữ đây là Chúa dùng như vậy đó, Chúa biểu mình phải quậy nó lên. Bây giờ tôi đặt với quý vị một cái câu hỏi: quậy cái tình thương và các việc tốt lành bằng cái gì? Có người nói là
cái người kia, chị kia đã có cái tình thương của Chúa trong lòng nhưng mà chưa có lộ ra, Chúa đặt vào. Tôi sẽ đi vào cái chi tiết đó. Điều đó đúng. Bây giờ mình phải quậy lên. Quậy lên bằng cái lòng ích kỷ của mình. Chị á, Chúa dạy đó là phải yêu thương nha. Phải giúp đỡ người khác nha. Bây giờ tôi cần giúp đỡ, chị giúp cho tôi đi. Có phải là quậy như vậy không? Có phải là quậy như vậy không? Hay là quậy cái tình thương bằng cái cách nói rằng, à, Chúa dạy đó, mình dâng phần 10 cho Chúa. Không có nói về cái lòng hy sinh để mà dâng phần 10 cho Chúa vì yêu mến Chúa. Nếu như chúng ta nói rằng chúng ta dâng cho Chúa là quậy cái tình thương nó lên đúng. Nhưng mà đánh mạnh cái chỗ khác, chị làm như vậy đó, hay anh làm như vậy đó, hay ông làm như vậy đó, Chúa cho gấp 10. Rồi đánh mạnh cái chỗ Chúa cho gấp 10 đó, tức là quậy bằng cái sự tham dục của người khác. Lấy cái lòng dục, ham muốn được nhiều tiền để mà dâng cho Chúa. Đừng có quậy cái điều đó. Chúa dạy chúng ta, khi muốn quậy cái tình thương lên thì quậy bằng tình thương. Khi muốn quậy điều tốt lành trong anh em là chín thế trái của Đức Thánh Linh thì cũng quậy bằng chín thế trái của Đức Thánh Linh, bằng ơn của Chúa. Đừng có quậy vì cái lợi riêng của mình, vị kỷ của mình, hay là cái danh dự của mình, hay là đỡ cái tôi của người khác lên. Đừng có làm điều đó. Chúa dạy cho chúng ta nhiều điều ở trong mấy câu này. Lần sau chúng ta sẽ học những cái điều mà chúng ta quậy lên. Chúa dạy cho chúng ta, quý vị để ý câu Roma đoạn 5 câu 5. Mỗi người thực sự đã được tái sanh, đã có Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình. Dù người đó chưa biết, dù người đó đang nằm trên giường bệnh thuộc linh, người đó đã có tình yêu của Chúa. Nhiều người tín đồ chưa biết điều này. Nếu đã là con cái thật của Chúa, được tái sanh, dù đang yếu, bắt đầu đã có tình yêu thật của Chúa. Chúng ta nhờ ơn của Chúa quậy nó lên. Đó là lời của Chúa dạy. Lần sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Nhưng tôi muốn kết luận lại bằng cách dẫn chúng ta nhìn trở lại Chúa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Chúa Giêsu, nhớ đến huyết của Ngài luôn, tái sanh và nên thánh, được giang dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác của Ngài, nhắc nhở chương trình chân lý nhập thể của Chúa để mà sống, để mà cho cái chân lý đó thấm nhuần vào trong tư tưởng của chúng ta, trong ý muốn của chúng ta. Hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dễ trọn vẹn. Nếu lòng của chúng ta chưa thực sự thật thà, xin Chúa đổi cái lòng đó. Nếu chúng ta đã thật thà mà bị cái gì ảnh hưởng làm cho nó cong vại, xin Chúa sửa lại để cho con có lòng thật thà. Xin Chúa thêm đức tin cho con bằng cách chiêm ngưỡng Chúa. Lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu. Nhớ câu Thi Thiên 139, câu thứ 5. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi, giao cho Chúa cái quá khứ của mình. Đừng để mình bị mặc cảm tội lỗi. Thân thể rửa trong lời của Chúa, học lời của Chúa mà đến với Chúa. Xin chúng ta đứng dậy cầu nguyện. Xin kính mời mỗi ông bà anh chị em cầu nguyện thầm với Chúa. Ai muốn cầu nguyện lớn tiếng xin cứ tự do. Chúng ta không có cái thói quen đó, nhưng nếu Chúa cho ai có sự nhàn dĩ muốn cầu nguyện lớn tiếng, đừng để người khác bother mình, làm cho khó chịu mình, cứ tự nhiên cầu nguyện với Chúa. Xin Thánh Linh đến với mỗi chúng ta, mở tâm chúng ta để chúng ta thấy dòng huyết của Chúa Giêsu trong giờ này bao trùm trên chúng ta, để chúng ta dạng dĩ vào nơi chí thánh qua cái màn là qua thân xác của Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta cảm thấy một cách rõ rệt Chúa là Thầy tế lễ thượng phẩm đang nắm tay chúng ta, dẫn chúng ta vào nơi chí thánh để chúng ta chiêm ngưỡng Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thấy mình, chuẩn bị chúng ta, chuẩn bị anh chị em chúng ta, để chúng ta có thể coi sóc lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau,
quay cái tình yêu của Chúa ở trong chúng ta, để tình yêu đó chan hòa trong hội thánh của Ngài. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được nhờ huyết của Chúa Giêsu được tha thứ tội lỗi, được tái sanh. Nhờ huyết của Chúa Giêsu chúng con được thánh hóa. Giờ này chúng con cũng nhờ huyết của Chúa Giêsu để vào nơi chí thánh. Xin Chúa cho chúng con biết rằng mình đang đi qua thân thể nhập thể của Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng con biết rằng Chúa đã giáng sinh là vì con, vì mỗi người ở đây. Chúa đã chiến đấu với ma quỷ để chiến thắng tội lỗi là vì chúng con. Chúa đã lên thập tự, chịu chết. Thân thể của Ngài bị tan nát, huyết của Ngài đổ ra là vì chính mình con, vì mỗi con cái của Ngài. Chúa đã sống lại trong vinh quang. Chúa đang cầm quyền tuyệt đối trên cả vũ trụ này. Chúa cũng là Thầy Tế Lễ đang cầu thay cho chúng con. Chúa cho chúng con cảm thấy bàn tay của Ngài đang nắm lấy chúng con, dẫn chúng con vào nơi chí thánh. Xin Thánh Linh chỉ cho lòng của chúng con có điều gì không thật thà. Xin Thánh Linh là lửa thiêu đốt chúng con, đem huyết thánh của Ngài tẩy sạch lòng của chúng con, ban cho chúng con lòng bằng thịt, mềm mại, thuận phục ý của Ngài. Chúa thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, khỏi những mặc cảm tội lỗi.